Giấy, Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam, 34 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy để thực hiện các biện pháp tố tụng về hành vi hành hạ con trai ruột 10 tuổi trong thời gian dài. Sự việc chỉ được phát hiện khi cậu bé 10 tuổi đã bất ngờ trốn về nhà ông bà nội để cầu cứu vì bị bố và mẹ kế bạo hành dã man. Theo lời kể của em, 2 năm trời em không được đi học, thường xuyên bị đánh, cân nặng từ 40 kg xuống chỉ còn 20 kg đến mức người thân trong gia đình không thể nhận ra. Hiện cậu bé đã được mẹ đẻ đón về để chăm sóc.